Máy tính thứ nhất, 20 cộng 70 trừ 30 cộng 20. Hết. 80. Giỏi. Máy tính thứ hai, 80 trừ 50 cộng 10 trừ 20. 20. Giỏi. Phép tính thứ ba, 10 cộng 60 trừ 10 trừ 10. Bằng 50. Giỏi. Phép tính thứ tư, 40 trừ 20 cộng 70 trừ 80. Mẹ đọc lại nha. 40 trừ 20 cộng 70 trừ 80 bằng 10. Giỏi. Phép tính thứ 5, 70 trừ 10 trừ 50 cộng 60. Hết. Bằng 70. Giỏi. Hết rồi. Xin chào các bạn. Chào bây giờ hẹn gặp lại sau.